quê hương tôi đuôi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy, truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ, kiên thủy vẫn vương, nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào. Vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất cần, truyền thống xưa còn đây, người sáng hương trung kiên với sông núi ngàn năm, kiên thủy yêu thương của tôi. Quê hương tôi đuôi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Kiên thủy mến thương sang đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong, mùa thu đứng dậy, truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ, kiên thủy vẫn vương, nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất ngờ, truyền thống xưa còn đây. Giải bóng truyền đánh vào buổi chiều ngày hôm nay. Để dựng và về dựng cái giải bóng truyền ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Phạm Văn Hải, trưởng làng, ông Đặng Văn Thủy, bí thư chi bộ, ông Vũ Chí Thành, trưởng thôn, cùng tất cả những ông bà là trưởng xóm của làng, cùng các tổ chức chính trị xã hội về dự cùng với chúng ta, là vì chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt là dự ngày hôm nay các đội bóng, một đội bóng của thôn Đại Lộc Nam và đội bóng nữ dưỡng sinh của thôn Đại Lộc, đội bóng của xã Đồng Xá Nam và nữ về dự cùng toàn thể các vị khán giả, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trước khi vào thi đấu, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hải, trưởng làng, văn hóa nên có hoa và quà tặng tất cả các đội. Sau đây tôi xin mời bốn đội trưởng của bốn đội lên trước sân khấu để nhận hoa và quà, và hai ông trưởng đoàn của xã Đại Học và xã Đăng Xá lên trước sân khấu để nhận quà của làng. Xin trân trọng kính mời. Xin phép các đồng chí lãnh đạo địa phương, tôi xin có lời phát biểu. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, xin báo cáo tất cả các ông các bà các bác, các vận động viên của các bóng truyền luôn của trong làng xã Đại Hợp. Nhân dịp này thì được sự nhất trí của Đảng ủy, trong và Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hợp, làm công tác chúng tôi tổ chức cái kỷ niệm 25 năm vận động tổng kết tỉnh làng Long Phát. Trong đó chúng tôi tổ chức các cái chương trình vui chơi thể thao, môn bóng truyền và môn cầu lông. Đến trong ngày hôm nay thì rất là may mắn là tổ chức có các một chút rất là một tận mưa, rất là vinh dự,
là chúng tôi được phải đón nhận là một cái tình cảm của tất cả các ông các bà, các anh các chị là vận động viên của các câu lạc bộ bóng truyền của xã đấy, thế rồi một số thành viên của xã bạn, thế thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, cho tất cả chúng tôi xin chân thành sự nhiệt tình và có mặt của các vận động viên đã đến chung vui với chúng tôi để tổ chức lễ hội 25 năm để thành công tốt đẹp. Thay mặt cho cán bộ nhân dân làm hóa đó công tác để chúng tôi xin kính chúc sức khỏe của các ông và các bác và các anh các chị là vận động viên của các câu lạc bộ bóng truyền của xã Đại Hợp và đoàn xã. Đây là kính chúc tất cả các vận động viên luôn mạnh khỏe và chúng ta có vui giao lưu cùng vui vẻ và thú vị. Cuối cùng xin kính chúc của toàn thể các vị và trân trọng cảm ơn. Thì sau đây chúng tôi có một chút quà và hoa để tặng cho các bộ. Thank you.
Cả là trên 2 vào 14, 13.
chân dài chân dứt. Có điểm. Đúng rồi. Thôi lại. Còn phải lắm. Rất hay. Phà bóng hay. Úi giời. Đây. Có điểm. Có điểm. 15 13. 15 13. Có được không? 16 ra. Thùng chân rồi. Không rồi. Thôi. Có được. Có được. Vẫn phải đấy. Vẫn phải. Vẫn phải. Vẫn phải đấy. Ngoài cầu rồi. Rồi ok. Hãy subscribe.
điểm của đoàn xã. 21. Thank you.
7-11. Số 17 đúng không?
Thank you.
Quá mới được, chồng nhá, ăn đi.
rồi. Đánh nhiều lắm.